mọi người ơi, năm nay cà chua nó hơi bị đắt. Bây giờ cũng là đến cuối mùa cà chua rồi. Hôm nay mình có đi chợ, thấy cà chua cũng tương đối rẻ một chút, 10.000 một kg. Nên là mình đã mua một ít cà chua về để nấu lên dự trữ để dùng dần. Cái cà chua này mọi năm mình cũng đã làm rồi. Khi mà mình trữ mình làm á, để đến lúc mình tiện, mình nấu rất là tiện lợi luôn. Và mùa hè thì thường là cà chua ta là không có, cho nên đa số là dùng cà chua Trung Quốc, nó cũng không đảm bảo an toàn. Mình làm như này, mình trữ, mình dùng dần, vừa rẻ, vừa ngon, vừa tiện. Bước đầu tiên là mình mua cà chua về, mình vặt sạch cuống cà chua, rửa thật sạch. Và các bạn nhớ ngâm một chút nước muối cho sạch những cái vi khuẩn bám xung quanh nhé. Xong chúng ta rửa sạch rồi, chúng ta cho vào nồi. Đó, công đoạn là chúng ta cho vào nồi, chúng ta sôi lên thôi. Chúng ta cho hết cà chua vào nồi. Nếu mà nhiều thì các bạn làm nhiều mẻ nhá. Cho vào nồi. Chỗ này của mình cũng hơi nhiều, cho nên mình sẽ chia ra làm hai mẻ để nấu cho nó ngon. Đó. Các bạn cho thêm một chút xíu nước nữa vào. Chút sữa nữa vào. Và bây giờ thì chúng ta bật bếp. Bật bếp đun sôi lên thôi. Sau tiếp đợi cà chua chín. Chúng ta chuẩn bị sẵn một ít chai. Một ít chai à. Chúng ta chuẩn bị sẵn một ít chai. Chai chúng ta rửa sạch. Rửa sạch chúng ta tráng qua nước đun sôi để nguội. Để khi chúng ta làm cà xong thì chúng ta sẽ đổ cái nước tiết thành phẩm của chúng ta vào chai và cất vào trong tủ lạnh để dùng dần. Nào, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra nào, xem cái nồi cà chua. Wow, chắc là chín rồi đây. Rồi, cà chua của chúng ta chắc là chín rồi. Được rồi, chúng ta tắt bếp đi nhá. Tắt bếp đi để làm tiếp công đoạn 2. Bây giờ chúng ta sẽ cho cà chua vào máy xay sinh tố để xay. Mà bạn nào, nhà bạn nào mà không có máy xay sinh tố, bạn có thể cho luôn vào cái rổ như này, chuẩn bị sẵn một cái nồi và một cái rổ như này. Các bạn có thể cho luôn vào đây, các bạn cà để lấy bột. Đó. Nhưng mà nhà bạn nào mà có máy xay sinh tố thì cho máy xay sinh tố thì chúng ta làm thì cho nó nhanh hơn. Cho vào đây. Bã đi. Còn cái nước này, tí nữa chúng ta lại cho tiếp một mẻ nữa vào. Chúng ta nấu tiếp. Ok, bây giờ mình dồn hết tất cả vào một nồi. Bật bếp và đun sôi lại. Khi bật bếp đun sôi lại, khi mà cái nồi nó sôi lên á thì các bạn cho lửa nhỏ lại. Để khoảng độ tầm lửa nhỏ 5 phút là chúng ta tắt bếp đi, đợi nguội và đóng chai. Thế là ok. Với cái nồi này là nhà tôi có thể dùng đến hết mấy tháng hè luôn á.
Đấy, vì lượng cũng hơi nhiều rồi đây này. Mùa hè rất là tiện luôn. Lắm khi nhiều món muốn sốt cà chua mà mùa hè thì rất là khó mua, vì cà chua mùa hè nó cũng không ngon, và lại cà chua Trung Quốc nữa, cái lượng bột nó rất là ít, làm nó không ngon. Đấy, nhưng khi mà mình làm như này thì mình thoải mái chữ và rất là tiện lợi trong nấu nướng. Rồi chúng ta đợi nha, đợi sôi rồi này, tắt vặn nhỏ lửa xuống, hạ nhiệt độ xuống, đợi sôi trong 5 phút thì chúng ta tắt bếp đi. Chúng ta để nguội, sẽ đóng vào chai. Ok, và nồi cà của chúng ta đã sôi được 5 phút. Bây giờ chúng ta tắt bếp đi, bắt sang bên cạnh, đợi nguội. Sau khi để thật nguội thì chúng ta sẽ đóng vào chai. Và đây là thành phẩm chúng ta sẽ cất vào tủ lạnh để ăn dần. Cái số lượng cà chua này tôi có thể dùng hết mùa hè năm nay. Đó, đợi mùa cà chua sang năm. Chúc các bạn thực hành thành công. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.